Có cái đề tài gì không? Tại vì Ni Sa vừa xem cái thằng kia một cái, Ni Sa thấy nó thấy bức xúc quá, bực mình quá, Ni Sa nên nên nói vài câu. Đây, mới này cho các bạn hiểu là nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam ấy thì các bạn cứ lên trên YouTube, mình cứ đánh vào tiếng Việt. Có thể là nó ra, nên sẽ thử xem nó có ra không, ví dụ. Rồi nhiều người biết lắm chứ, bây giờ nhiều người biết lắm, xem những cái cuộc chiến của người 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 Mỹ nó nói chẳng hạn như là cuộc chiến 10.000 ngày chẳng hạn. Hay là chiến tranh Việt Nam, các bạn cứ lên YouTube xem là các bạn tìm hiểu được hết, có cả phiên dịch tiếng Việt nữa. Thì tại sao mình không tìm hiểu rồi mình nói mấy cái người hơn nữa, mấy cái người mà sang đây trẻ trẻ tầm tuổi như Lisa đấy, chống cộng chỉ là dịch đua đòi thôi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, nó bảo Lisa khi mà Lisa lên đây á, Lisa nói, Lisa cũng chẳng hiểu tại sao Lisa thích nói chuyện chính trị. Tại vì ở bên này ít người ta ngồi nói chuyện chính trị lắm, cho nên là mình không biết nói chuyện với ai. Nên mình bèn lên đây mình ngồi mình nói những cái gì mình tìm hiểu được, hay là những cái gì bức xúc mình nói. Có thể những cái người ta không thích chính trị thì người ta cho mình là điên. Thế nhưng mà khi mà các bạn mà đi sâu vào cái vấn đề chiến tranh Việt Nam, các bạn tìm hiểu và các bạn sống ở đây, các bạn nhìn thấy thực tế ở ngoài cuộc sống này thì sẽ bị mê, hoặc nói chung là sẽ bị nghiện những cái chuyện này, đúng không? Nisa không tham gia những cái chuyện như là chửi bới nhau ở trên mạng này, những cái Nisa mới hiểu được cái bọn mà nó chống cộng ở bên này. Thì Nisa nói để cho các bạn hiểu thêm. Nếu như các bạn mà không có hiểu thì cứ hỏi Nisa sẽ tìm tài liệu và những cái gì Nisa sẽ trả lời các bạn. Tôi muốn xin video này chỉ nói cho hay vào, nói cho chúng tức ngã ạch ra trời. Nisa nói thật là tại vì mình nghe thấy cái thằng chọc đầu á, cái thằng banh chành gì đấy nó nói, thì nên già cảm thấy rằng có những cái nó nói nó không hiểu tại vì nó đã từng sống ở ngoài Bắc đâu, đúng không? Như là Ni già đây, Ni già từ bé từ nhỏ, Ni già vừa rồi Ni già mới về vào Sài Gòn chứ trước đây Ni già cũng chưa sống ở Sài Gòn. Ni già cũng không biết cuộc sống trước 5 7 năm nó như thế nào. Và Ni già cũng muốn là những cái người mà sống trước ở cái chế độ Sài Gòn đấy thực tế nói thật lòng ở cái thời buổi đấy đi. Còn Ni già nói thật là từ Ni già sống ở ngoài Bắc, sống ở chế độ cộng sản đấy, và gia đình Ni già bố mẹ cũng chẳng phải là cái ông bà gì cả, chỉ là những người dân làm ăn bình thường thôi, buôn bán thôi. Nhưng mà Ni già sinh ra cũng không phải giàu có, nhưng mà thực sự nên xà chưa bao giờ phải gánh một cái gánh nước trên vai cả, đúng không? Nói chung là có thể là nên xà may mắn hơn nhiều người, nhưng mà chung quanh nên xà cũng thấy rằng ấy, trong cái thời nhỏ của nên xà đấy, tất cả những cái trang trang nứa bằng tuổi nên xà đấy ở cái thành phố của nên xà ở đây là đi sơ tán á, và gặp cái người mọi người hay là bộ đội thế này kia, họ rất là đùm bọc nhau và họ rất là che chở cho những cái đứa trẻ như Nisa là được che chở đầu tiên đó, cho nên họ rất là thương yêu nhau. Khi mà Nisa ra đi đi sơ tán á, ra ngoài Quảng Ninh á, tự nhiên cái thời đấy làm gì có mạng, làm gì có internet, làm gì có phone, làm gì có cái gì á, nhưng mà gia đình Nisa ra ngoài đấy tự nhiên có người cứ đi ra để mà tiếp đón, kiểu người dân ở cái khu phố đó, cái làng đó, đó họ tiếp đón vào nhà người ta rồi cho ăn uống rồi á, xuống nhau vào để dựng nhà, dựng những cái nhà đất á, các bạn biết nhà đất đó. Rồi á, hoa quả này người ta trồng ở cái khu đấy là trồng vài thiều nhá, rất là ngon.
hết Lisa đi học vậy á, hay là đi đến nhà vào làng chơi là cứ nằm ở dưới cái cây vải thiều á, xong rồi hái vải thiều ra xong rồi ngồi chơi, mấy đứa chơi đồ hàng với nhau. Rồi đi học thì đi cũng xa, đi cũng xa. Lisa cũng kể một lần ở trên này rồi. Thế xong rồi hai bên đường ấy họ có những cái mương, xong rồi họ trồng những cái cây như là cây dưa leo, dưa chuột đấy, ở trong miền Nam gọi dưa leo à, ngoài miền Bắc gọi dưa chuột. Thì khát nước là cứ xuống dưới đấy hái quả ăn, chả ai mắng mỏ chả gì, ăn thoải mái luôn. Rồi những cái bác để đi lên rừng đào khoai đào sắn là mang về ghé cho vào nhà đi xả, nhà đi xả lại bán hàng ở cái khu đó. Về sau người ta dựng nhà cho xong rồi bắt đầu làm luôn cái bến xe Uông Bí chứ, Uông Bí Hải Phòng, luôn cái bến xe đó, thế là bán hàng luôn đó. Thế sao cảm thấy rằng những cái thời đó đó, đi sơ tán con người với con người rất là thương yêu nhau. Tuy rằng nghèo thật, nó không có giàu có, không có hiện đại, nhưng có thể là trong miền Nam được cái sự viện trợ của bọn Mỹ hoàn toàn. Cho nên người ta, những cái người mà đi theo làm cho bọn Mỹ ấy, thì nó mới giàu thôi. Chứ còn á, tại vì Lisa lên trên mạng, Lisa tìm hiểu rất là nhiều, ok, rất là nhiều về chiến tranh Việt Nam, bởi vậy cho nên mình bị nghiện rồi. Đó, thì đây Lisa là một cái nhân chứng sống, đã sống ở dưới chế độ. Trong cái thời chiến tranh Việt Nam là Lisa sống, bố Lisa cũng đi xung phong đi bộ đội, mẹ thì ở nhà đó, buôn bán để nuôi con hay là cái gì đó, đại khái vậy. Thế đến khi mà lớn lên rồi thì Lisa đi học cũng đâu có mất tiền, mất nong gì đâu, đúng không? Đâu có ai đi bệnh viện mất tiền đâu. Rồi cũng được ăn trợ cấp, người già được ăn trẻ con, tất cả hoàn toàn là gọi là thời bao cấp, có phải được trợ cấp không? Đúng không? Nhưng mà chế độ nó nghèo thì mình phải, vừa chiến tranh xong thì nó phải như vậy thôi. Xong từ từ đất nước càng ngày càng khó khăn thì bắt đầu cắt dần, mới đầu là cắt bố mẹ, xong về sau cắt, còn mỗi ông già thôi, là ông Lisa vẫn được ăn gạo đó. Thì Lisa đây là một cái nhân chứng sống nhá. Rồi á, tại sao mà Lisa lên trên mạng tìm hiểu rất nhiều lý do tại sao có cái trục cuộc chiến tranh đấy, và lý do tại sao ấy, người Mỹ thua. Cái thằng Banh nó bảo là Mỹ nó chỉ là bỏ cuộc thôi, nó không phải là thua. Nó đổ hàng bao nhiêu người vào trong đó, chết hàng bao nhiêu triệu dân, bao nhiêu, Lisa không biết chính xác cái số chết ở bao nhiêu dân của người Mỹ, ok. Rồi tiền bạc nó bỏ vào hàng mấy chục năm như thế, mà nó nói là không phải thua. Nó thua thì nó mới bỏ cuộc, chứ nó không thua làm sao nó bỏ cuộc, đúng không? Nghe nó vừa tức mà vừa buồn cười. Rồi nó nói gì, người Bắc, Lisa còn nghe thấy nó bảo người Bắc không có ăn cho nên là phải đi bộ đội để có ăn. Tiên sư cụ nhà chúng mày, cái bọn bác que, tao nói cho chúng mày biết, dân Bắc phải làm để chuyển lương thực các thứ vào để viện trợ cho người miền Nam, quân giải phóng, để có sức mà chiến đấu với chúng mày, mấy bọn Mỹ. Chứ thực tế người chính quyền Việt Nam thời đó coi bọn ngụy không là cái gì cả, chỉ cần đánh bọn Mỹ ra khỏi Việt Nam là bọn ngụy chết ngay, thua ngay lập tức, đúng không? Chỉ có 2 tháng sau thôi, Mỹ nó đi ở 2 tháng là xong rồi, finish, là cái bọn miền Nam là tụt quần chạy hết, bọn chống cộng. Xong rồi sang đây, xong rồi lại bị cái bọn lãnh đạo cộng đồng nó sò mũi. Nói thật, nên sao nói thực lòng, nên sao biết những cái người dân miền Nam ấy, họ rất thật thà, phải nói thẳng một câu này như vậy. Tại vì họ thật thà cho nên họ đơn giản quá, cho nên là họ dễ bị người ta dắt mũi. Tại họ đơn giản quá, họ tin tưởng vào cái như thế, họ không cần nghĩ, họ không cần, khi mà mình có một cái gì đó thì mình thường
compare, đúng là cái gì so sánh là cái gì đúng cái gì sai. Nhưng mà cái người dân miền Nam ấy, người ta đơn giản quá, cho nên người ta bị cái bọn cộng đồng ở bên này này nó dùng người ta, nó dùng mấy chục năm nay rồi. Cái đó, cái thứ hai nữa nên sản muốn nói là cái chế độ đa đảng ở đây, chính những người sống ở đây cũng chưa hiểu đa đảng nó như thế nào và nó bắt nguồn như thế nào và làm sao để có một cái đảng như thế nào như thế nào, không có phải là ai cũng hiểu đâu nhá. Ngay như Nisa sống ở đây đấy, đi đi bầu cử, đến ngày mà không đi bầu cử ấy, nó phạt nhá, nó phạt cho cho nên bắt buộc phải đi bầu cử thôi. Đi bầu cử cũng chẳng biết thằng nào vắng thằng nào, cứ vào gạch đại đi xong đút vào thùng, nó cũng chẳng biết mình là ai ấy, đúng không? Nó mấy đứa con đi thật nên sao nó ở đây nó kể chuyện, nó bảo chứ mẹ mấy đứa bạn con nó viết bậy vào đấy xong nó nhét vào đấy, nó viết cái phụ tùng vào đó xong rồi nó vẽ phụ tùng vào đó xong rồi nó đút vào cái thùng đó, thế thôi. Thế cái nụ ngụy theo là cách 2 giờ trước anh Bình họ quốc tịch Mỹ nên diễn đàn hỏi và trả lời, anh ta quanh co không trả lời được, còn xúc phạm cá nhân với anh chị em, hỏi anh chị em có chấp nhận được tên Bình Ho không, là ai cái đó thì sao không biết. Ở Mỹ, Canada, Úc có cộng đồng ngoại kiều nào giống như cộng đồng Việt không nhỉ? Họ có nắm nắm tổ chức hội đoàn chống lại quê hương đất nước. Lisa, bây giờ nói đến Canada, Lisa này nhớ tới nào. Canada không có gì nhỉ? Không có đi cho lính đi đánh Việt Nam nhá. Cho nên những cái người mà người Mỹ họ không muốn đi lính á, là họ trốn sang Canada để trốn lính. Ok. Canada không có đồng tình với Mỹ để đánh Việt Nam. Cho nên các mấy cái người chống cộng ở Canada là ngu lắm. Chính cái người Canada người ta đã không đồng tình với người Mỹ để đánh Việt Nam, mà bây giờ mình sang đấy được Canada nó nhận vào làm tị nạn thì lại giương cờ lên chống người Việt Nam, có phải là một lũ ngu không? Nên xả nói cho mấy cái người ở Canada chống cộng biết là như vậy.